các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tập trung bắt tay vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là một trong những yêu cầu trọng tâm được nêu tại Hội nghị Tổng kết Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Hội nghị do ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì. Đảng bộ thành phố Cần Thơ có hơn 2.430 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tăng 15 chi bộ. Nhìn chung, đại hội các chi bộ đạt kết quả tốt về yêu cầu, nội dung, hình thức, an toàn trước trong và sau đại hội. Dân kiện trình đại hội thể hiện kết quả toàn diện của chi bộ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực. Tổng số quỹ viên được bầu là gần 3.660 người, trong đó quỹ viên nữ chiếm khoảng 33%. Chất lượng các quỹ viên tăng về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý các đảng bộ, chỉ đạo đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, ra soát hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2025, triển khai nghiêm túc nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, tăng cường công tác phát triển đảng viên.